ngày mày vui còn người ta không nổ mà kêu người ta vui. Nói chuyện mắc cười trời. À, có một mạnh thường quân hỗ trợ Úng Nhất đi học nghề á, thì Úng Nhất nghĩ sao? Úng Nhất Úng Nhất học nghề không có được, như Úng Nhất học nghề đi rồi cũng như ổng bả rồi này kia rồi sao mà được. Bây giờ hở nó biết nó làm đi để mình chui vô đó nó công. Thì làm vụ người ta chứ, người ta ăn chân. Để cho hở nó biết nó làm cho chơi nhanh lẹ. Lẹ hả? À. Tước cũng như nhà cửa này kia nó yếu đó. Ừ. Mình ở hỡi ổng ở trên ổng nhiễu xuống một hai hộp cái là mình thấy hay như này mình thấy rung rồi. Ông nào? Ông tên đó. Ông tên là ông nào? Ông Tài. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý chị. Hôm nay là ngày thứ hai thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà Úng Nhất và các anh thợ vẫn đang tiến hành gấp rút làm cái công việc gia cố cái hàng nóng cho nó xong để mà sau đó là làm cái phần sàn và làm cái khung sắt ở trên. À, cái nhà vệ sinh đó thì ngày mai này thì các anh thợ sẽ làm một cái khâu nó cực kỳ chắc chắn và quan trọng, đó là đóng cừ bằng những cái nóng đá rất là cứng và sau đó đổ sàn, đổ dĩ để gia cố được cái hàng nóng đó, thì các anh thợ cũng làm rất là chắc chắn, đó là sẽ nhổ những cái trụ nóng này lên và đào thật là sâu ở dưới, sau đó sẽ dùng những cái dĩ đổ bê tông ở dưới để cố định cái hàng nóng. Út Nhất hồi tối ngủ ở đâu rồi? Đâu ăn cái giọng ngủ dưới sàn. Vậy hả? Sai thân ăn mũi đó. Ừ. Ngủ mũi dữ không? Không biết đốt cái nó không có mũi, nhưng hai thanh đốt cái nó, mũi nó tạt. Còn ba? Cha hay ngủ nhà là của em ngoài sàn. Ờ. Quay qua đây nè. Rồi thôi Út Nhất làm gì làm đi. Hôm qua ở nhà sạch sẽ hết. Đây là cái phần cái phần mà những cái dĩ mà để gia cố cái hàng nóng á cô bác anh chị. Các anh thợ cũng làm rất là tỉ mỉ, đó là bô sắt lại và đổ bê tông để cố định lại cái hàng nóng cho nó chắc chắn. Như ở clip trước mà Bùi Hồ có quay cho cô bác anh chị đó thì nóng nó chôn rất là hời hợt, thậm chí là chôn rất là cạn và không có cái đổ bê tông, nên là nữ cái một cái tay của Bùi Hồ thôi thì cũng có thể xô đổ cái những cái trụ nóng như thế này. Bây giờ đào chôn mấy tấc anh? Mấy tấc anh vô? Ba tấc hả? À xuống ba tấc. Bây giờ phải đào xuống. Và phần sau này là cái phần là đây. Phần sau này là cái phần nhà vệ sinh. Các anh thợ sẽ làm giọng cừ nóng đá ở dưới, rồi sau đó là đâm le, rồi đổ dĩ, rồi sau đó mới xây thẳng lên luôn cô bác quý anh chị. Nói chung là làm cũng khá là kiên cố và chắc chắn luôn. Thường thì những cái nhà vệ sinh khác thì người ta sẽ không có giọng cừ bằng những cái trụ đá. Theo dự tính ban đầu thì anh Vũ thợ sắt sẽ làm trong 3 ngày xong, nhưng mà tính tới tính lui để gia cố hàng cột nữa rồi đổ này đổ kia chắc cũng 4-5 ngày hả anh Vũ? Dạ chắc ở đó anh. Vậy hả? Sắt thì gia công thì ở nhà. Gia công ở nhà xong rồi em mới qua em giống. Dạ tại vì nếu như mà cái những cái trụ này mà không đổ lại thì nó sẽ rất nguy hiểm đúng không anh Vũ? Dạ. Nó lúng. Ừ. Thì cái chân này nó chân cột của nó không có. Đúng rồi. Nó không có cái nóng rồi, nó không có cái dạ. Xi măng ở dưới là nguy hiểm lắm. Bê tông ở dưới. Dạ mà lại đổ cái phần xi măng để lót gạch đó thì nó rất là nặng đúng không? Dạ. Với xi bò nó nặng cái nữa. Dạ. Hai cái nó dồn lại cho nên gia cố cái chân cho nó cứng. À. Làm cái này chắc cũng cả ngày ha. Ngày. Thôi cả chịu cực chút xíu đi mà nó ấy. Dạ. Cái này là giống như anh Vũ anh làm cho nó cứng, anh làm miễn phí luôn á. Dạ. Anh nói là nếu như mà cái những cái trụ này mà không có đổ là nó rất là nguy hiểm. Mà lúc trước là anh Vũ anh nhận cái làm cái phần simbo với lại cái phần sắt ở trên thôi. Dạ. Còn cái phần hàng cột này là anh Vũ nói là thật ra là lúc đầu cũng không có bàn tính nữa. Dạ. Cũng thương anh thợ sắt ha. Làm này lời không? Coi như làm khóa huề cũng được anh, tại làm thiện nguyện cho ông anh Đốc. Dạ. Thấy anh Đốc thấy thương quá. Thấy thương quá. Như làm này khó huề em cũng vẫn làm bình thường. Dạ. Mọi người ở ai cũng thương Úng Nhất mà. Dạ.
hàng xóm ở đây hội sợ Út Nhất được thông báo một tin, nhận tin làm găng miễn phí rồi. Có rồi ha. Dạ. À, rồi cũng mừng cho anh đóng. Học nghề không chịu học nghề mà nói câu nghe thương, học nghề em đi học ở nhà ai nuôi ba má. Anh đóng vai chánh mà giờ anh đi nữa ai đâu thấy. À? Mày nổi tiếng thì mày vui, còn người ta không nổi mà kêu người ta vui. Nói chuyện mất cười trời. Có một mạnh thường quân hỗ trợ Út Nhất đi học nghề á, thì Út Nhất nghĩ sao? Cũng như Út Nhất học nghề không có được, như Út Nhất học nghề đi rồi cũng như ổng bả rồi này kia rồi sao mà được, rồi lớp lớp nào thêm cường nữa đó. Ừ. Rồi ai đem cơm vô cho nó. Ừ. Nó bở gì thì gỡ cho chị Sáu. Chị Sáu kiểu như bây giờ ba không có đem vô đâu, dễ gì. Ừ. Như nước nâu người kia lậu vô người kia, như bà cũng yếu ớt người kia đó. Ừ. Bà cũng đâu có chịu mà mới đem vô đâu. Ừ. Bà nên Út Nhất mắt đem vô hoài vậy đó, làm sao đi đâu được. Rồi ba mẹ nó đúng không? Ở nhà ổng bà nè. Đó ổng bà vậy nhắm bây giờ mà đi học người đó. Ông bà đi tới lui là bà té làm sao. Nó có hiểu gì không vậy? Cháu đâu biết, không biết đi phải đi rồi phải ấy là biết đi làm rồi. Ừ. Cháu lúc ở đâu ở nhà đâu? Nếu học không được thì theo như ở đây Út Nhất có thể buôn bán gì được? Không, ở đây hả? Tiếng nhờ giờ bán ở đây ới lắm, bán không có được. Thôi đi làm để cho chắc ăn. Làm Út Nhất bán một gà nướng rồi. Út Nhất có bán rồi, Út Nhất có bán một gà nướng rồi. Bán có hai dĩ mà bán được con dĩ mà còn ới con dĩ bỏ trong tủ lạnh, ổ bỏ trong thùng đá đó. Mới mở Út Nhất bán trứng tặng trứng, người ta mua nhiều chứ gì đâu. Không có, mình nói đâu có tặng được. Làm ngày nào ở ngày đó cái mình đâu là đâu có nhiều đâu, mình cực đó. Út Nhất bán ới rồi nghỉ đó. Cái đường này bán không có được tại vì người ta bán quá đông đó, đi cái đẩy đụng lộn hoài. Cái mình khó bán, có như thành phố này kia nó nhiều ngã. Cái mình lạng tới lạng lui mình bán được. Còn ở quê thì có một đường đi hoài nè, cái đầu đi kia cái đụng ba cái gì, bán sao bán được. Bảo biết không có nghĩ cái đường đó, chứ nghĩ như mình đi mặn với cồn vậy đó, cái có thời gian mình đi về được, mình ấy không bả này kia cũng được với em mình ngoài vậy đó. Ừ. Chứ không biết tính rồi thấy đi đâu cũng không có được nữa. Không phải đi bán vé số được không anh? Hả? Đi bán vé số được, cần phải đi nguyên ngày. Ngay đầu nuôi. Ấy này kia được. Như ớt thì cũng giúp như đó, như tỷ 10 giờ cái mình lạng lên thì vừa cơm nước trong cường rồi bả với ổng như kia nó dễ. Chứ phải ấy đâu, Út Nhất tính cái đường khác đi làm mà chứ đâu có ở nhà được đâu. Và thông tin với cô bác với anh chị là có một mạnh thường quân Bùi Hồ mới vừa nhận một cái cuộc gọi từ Mỹ hỗ trợ cho Út Nhất. Thời gian sắp tới hoàn thành căn nhà thì sẽ làm găng miễn phí. Thì Út Nhất nhận được cái tin đó, Út Nhất là nghe như tiếng sét ngang tai không? Út Nhất cũng mừng ở đâu để nó hở ra hoài. Để hở ra hoài, nó vậy chứ mừng lắm. Đúng rồi, mừng, nó có găng cái nó khỏe. Cái găng cái tóc là gốc con người. Đúng rồi, nó hở, tới hở luôn hoài bước rất mình chết. Ca nữa chừng gớt găng mai mốt làm là phải hát tặng cho bà con nhiều, cô bác quý chị rồi, nhiều hơn nha. Cái này trồng găng được thì thả không trâu còn hát. Còn giờ cái găng giờ nó vuột tới vuột lui hoài. Cái mình mất dịnh dịnh hoài, cái lử mình đánh hoài cái ca cũng không có hay không. Ừ, mai mốt là hả không trâu mà hát à. Sao dùng từ đã vậy? Được cái găng hồ vậy nó mà sức lên ca. Còn này hai bên bốn khía trống lỏng đó, sao ca được. Dấp nẻo gì không còn như gì. Vậy mà nó có hơ hám rồi sao? Không, cũng như nó trống mà nó ca được, chứ không là không được. Mà điều con cái như là mình mắc cái mình mỗi lần ca cái mình lo lắng. Bà hổng hồ nó kêu ca nó mất thầm xuống dưới rồi nhặn cái ta vô cái chân này cho nó sát vô ca nó mới được. Chứ không để nó gớt. Cảnh cái cảnh gì đâu mà ngộ á. Vậy là đó giờ Út Nhất đâu có ăn giò heo đâu được. Không, muốn cái đồ mềm ăn có được, như là cả ba cái đồ mềm mềm này kia Út Nhất là gỡ ra này kia ăn. Cái đồ cứng muốn ăn đâu có được, đâu cắn đâu có được. Tấm lỏng hết trơn rồi sao cắn. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, và ngày hôm nay thì cũng chân thành cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ á, cũng đã gọi cho Bùi Hồ để mà hỗ trợ cho Út Nhất. Út Nhất thì cũng đáng thương, cũng dễ thương lắm. Muốn đi học nghề nhưng mà ba mẹ ai chăm, thôi ở nhà chăm làm ngày nào ăn ngày đó cho chắc ăn, ai cũng muốn đi học nghề cả. Ừ đúng rồi, Út Nhất cũng ham nhưng mà điều cái như mình thấy hỏng đã vậy sao đi đâu được. Ừ rồi lớp làm cường ở trống thế nữa. Ừ đó.
nó mệt lắm bởi lại không có thời gian mình đi học được. Sáng nay anh Cường ăn gì chưa? Hồi sáng có giấc mua cho nó hộp cơm á, 20.000 đó cho nó ăn đi chứ giờ đâu có mình đâu có nấu được đâu. Kệ thí vài bữa đi. Ngày 2 hộp rồi. Mua cơm cho anh Cường ốp giấc ăn gì? Ăn hồi sáng không biết mua mấy cái bánh bánh tiêu đó. Mấy cái bánh tiêu đó ăn rồi cái uống nước đá chung với mấy ảnh nè. Có kêu nước cho mấy anh thợ chưa? Hộp nó không cho cái kêu. Kêu đi. Ừ mà giờ nó nói hộp nó không cho nó cứ kêu người ta không uống đó. Người sao dứt dám. Kêu mấy ly trà đường, mấy ly cà phê đi. Cho biết rồi. Nhà vệ sinh là mình giọng cừ luôn hay anh hộp? Ờ giọng cừ luôn. Bốn cái móng nó cọc cắt rồi. Bao nhiêu cây nóng đá nè? Lỗ 5 cây. Ồ lỗ 5 cây. Bốn móng 20 cây, bốn cây cọc đó, dĩ nằm dưới luôn, trên dĩ trên đó. Dĩ nằm ở dưới rồi luôn. Trên luôn. Rồi ở trên một dĩ luôn, là hai dĩ. Ồ làm gì là nó chắc chắn á. Làm dĩ là qua hoàn cột dính liền luôn đó, cột vô rồi đó. Bốn cái cột đổ bê tông luôn, bốn góc. Này làm cái cấu luôn ha anh Đọc. Là làm luôn cái phần ấy cho anh Út Nhất cái chỗ cửa chiến á. Xây cái chỗ cửa chiến riêng mày. Cửa chiến riêng ha. Cửa chiến riêng đẩy coi lên cái gì nó thiết kế nó ăn gian rồi bên kia chút xíu hay sao làm đổ luôn á. Dạ, làm cho chỗ cửa chén để chỗ ấy cho rửa trên cái kia hoài không được. Vậy thì dặn thêm cái nóng hay nóng ăn gian xuống đường chút xíu, ăn gian mở cái đường đó quá. Dạ. Mở đường đó. Dạ. Trời cho có một cái coi có giò nước rửa chén cho dễ. Rồi. Chứ thấy cái nhà lên không có chỗ rửa chén à. Buổi chiều hôm nay thì các anh thợ cũng đang tiến hành gấp rút một cái công đoạn đó là gia cố các hàng cột lại cũng như là đổ các trụ bê tông để chịu cho cái phần sàn của ngôi nhà cô bác quý anh chị. Nghe nói mới qua nghe nói thì cũng thấy thương lắm, là làm coi như là cũng có nghỉ trưa đôi chút nhưng mà cũng cố gắng làm cho nó xong, tại vì nếu như mà không có gia cố cái hàng cột này thì cái phần sàn ở trên sẽ chịu không có nổi thì nó lại gặp khó khăn trong cái việc mà mình làm cái phần sàn nữa cô bác quý anh chị. Đây là cái phần sàn này á, thì được đổ hoàn toàn bằng bê tông hết nha cô bác quý anh chị. Trước đây thì những cái cột á thì chỉ là đổ xây gạch thôi. Bây giờ là đổ bê tông hết hả chú? Đổ bê tông cây còn cái kia cũng bê tông mà mình gia cố lại đó. Dạ gia cố lại đủ cho hàng cột ha. Đúng rồi. Với lại là cột là phải đổ bê tông. Hết cột là phải đổ bê tông, ở dưới là phải nóng, ở dưới là có dĩ ở dưới nữa. Dĩ đủ. Dạ. Đây là các anh thợ cũng tận dụng lại cái phần thiết cũ ha. Tận dụng lại cái phần thiết cũ để mà giống như đóng cốt pha mình làm cái ống. Thay thế ta ống cái vuông rồi mình làm cái tròn. Làm cái tròn cũng được. Dạ, nó lẹ hơn mà lại không có tốn tiền nữa. Dạ chứ mua cốt pha đóng dáng vuông thì nó lại tốn nhiều tiền. Mà những cái cột bê tông này nè, những cái cột này nó còn sử dụng được thì mình sẽ gia cố nó bằng cách đổ ở dĩ ở dưới á. Đây nè, ở đây mình còn lại mấy cây sử dụng được anh. Mười một cây bê tông này còn sử dụng được ha. Mình đổ thêm 9 cây nữa là 20 cây. À mình không gia cố nó là bê tông rồi đâu có sợ nó gãy bể rồi đi gạch đâu. Dạ những cái cây này là mình bỏ hết ha. Làm bằng gạch là bỏ hết. Để dựng lên sau này nó có những cái nó gãy. À còn này là mình này là nó có sắt ổng. Làm này là bảo đảm là chắc chắn luôn á. Lần đầu tiên mà nhà sàn mà dán gạch men nữa thấy nó lạ lạ mà chắc em nghĩ là nó cũng rất là đẹp luôn. Anh đó chưa có thấy nhà sàn đổ bê tông chưa? Ôi đổ lót gạch có, chưa? Ngoài vậy cũng làm ngoài đó ngoài anh. Dạ. Ở đây là gồm có 4 hàng cột ha. 1 2 3 4 hàng cột, 4 hàng cột cô bác anh chị. Đổ gì có cực lắm không anh? Chung mặn thì cũng có cực có khỏe chứ bê tông thì hơi cực hơn cái tí. Chiều nay là 5 anh thợ làm ha. 5 người làm. Đào, người đào, người trộn bê tông còn người đổ ha. Rồi thôi anh làm đi. Nè, dạ. Ở trong này là có dĩ sắt hết à? Có chứ. Dạ. Chống lúng hả? Không có cái lúng. Đổ đó dày lên mấy tấc anh?
một tấc rưỡi đến hai tấc. Dạ. Cái này chưa rồi, cái này còn đổ thêm nữa. À. Mình đang thiếu một cái tông đó. Dạ. Để tới đây. À. Đây là hai tấc. Dạ, hai tấc. Căng chì, căng nước rồi hết chưa? Đó, ok. Dạ. Ngày mai là bắt đầu là mình làm phần sàn được chưa ta? Ngày mai bên chủ làm này, còn bên tôi thì dẫn từ. Dạ. Dẫn từ nhà cầu. À. Thì ngày mơ là trong nhà mơ là đổ xong cái dưới này đó. Dạ. Mốt từ đầu xe đó. À. Mốt từ nhà thành cầu. Dạ, ngày nay là mưa nhỏ cũng đỡ ha. Chứ mà mưa lớn là ngập cái hầm không biết làm sao. Đâu có đâu rút ra cái gì đó. Dạ. Nhưng mà làm cho anh Nhất được, mình cảm thấy mình vui. Nhà cực ở nhà. Nhà thấy khổ quá. Làm bây giờ làm hồ là ngày nhiêu anh? Thợ 350 đến 400. Còn anh là 350 luôn hả? 350. Ông Nhất làm có phần nửa tiền của anh. Mà nuôi 5 người đó. Anh có vợ con gì không? Có anh. Dạ. Có cháu ngoại rồi. Dạ. Yeah. Đổ thêm vô. Đó, hai thùng nước. Qua đây Nam ơi. Xuống đây. Bỏ cỡ rồi. 60 tuổi rồi. Gán đi này, trực đi rồi mơ khổ, mơ ôm cái vò 80 kg. Cặp đó làm gì anh vô? Dạ. Làm gì anh? Chèn cho nó cứng. Gọi cái đó gần tới 5 giờ rồi. Không? Cho ngay đánh đủ anh hai, để anh hai khóc lóc hoài. Không đổ đó, không đổ đó. Đổ hết mới nghỉ luôn hả anh? Đủ rồi, hết thì cậu đi. Dạ. Trễ giờ thì cũng cậy đi ha. Trễ cũng phải gán cho rồi, sớm bị sớm, trễ bị trễ đó. Dạ. Làm cái này bảo đảm là nó đời đời luôn á. Cái vụ này, mấy vụ này cứng chú vợ cho nút nữa là vừa đó mà. Chú vợ đó, chú chồng. Ở dưới đâu? Ở dưới đó là có dĩ hả anh vô? Ừ. Có gì đâu. À, làm cái đó cho nó cứng ha. Dạ. Miễn sao cứng. Thằng em gầy lặn chơi gì đó lẹo đi chết chồng. Chết đi. Sao có chồng cái gì lẹo. Rồi không có được chèn ra mà. Một ống vậy là mấy thùng anh? Gần cả chục thùng. Gần cả chục thùng hả? Cứ 8 thùng. Ờ. Cái này là phải cực kỳ chắc luôn rồi. Đó nó bánh ngót kìa. Miếng nào? Đổ đổ nó đi chừa nó ăn miếng đó. Còn miếng này còn miếng. Chừng ngưng miếng hả? Chừng nắm hả? Bấm nó đổ rồi. Cái đó là để gâu để nữa mình bắt mình hàng vô, hàng vô. Hàng, dạ, hàng cái nhận sắt của cái sàn. Miếng nữa là xong rồi, còn hết rồi đúng không? Còn trụ nữa hả? Còn cái này là xô nữa. Đổ miếng chân đó. Rồi. Rồi. Rồi, cái sắt của nó dựng lên. Chịu lại ha. Đi đâu giờ anh Tú? Anh Tú ơi, anh đi đâu về hả? Ra hả? Dám không? Anh cượng ngược á.
anh nói tên Tú là anh Cường biết không anh Tú? Gà đen tốt, nói vậy chứ gà gì anh Cường ảnh chút xíu anh ăn cơm rồi. Sao mang khẩu trang hoài vậy anh Tú? Hả? Mang hoài vậy? Mang kính lại. Vậy? Hả? Để đeo vô cho kính lại, hay lột ra coi kỳ vậy. Sao kỳ? Đẹp trai mà. Hả? Cái khẩu trang mình đeo mấy lần mình mới bỏ? Cách 2 ngày bỏ. Hai ngày bỏ hả? Ừ. Mình mua cái gì là nhiêu? Cái có 1000 bạc. Ừ. Uống cà phê có đeo khẩu trang không? Có. Uống cà phê đeo khẩu trang hết luôn hả? Ừ. Rồi sao nhà cất mà mình không phụ anh mình làm? Yếu tụi mình không dám lại luôn. Yếu là sao? Tụi mình không được khỏe, yếu không dám lại gần. Sợ lại gần sao hả? Để cho thầy hở nó biết nó làm, thầy hở người ta mạnh, người ta biết cách thế người ta làm. Thì mình gom giống như Út Nhất vậy, giống như Tâm Nhất vậy. Ừ, anh Tám anh biết, còn mình tôi không biết. Sao không biết? Vì thầy hở nó biết đường lối hơn mình. Thầy hở biết đường lối hơn hả? À, thầy hở nó biết khoảng cách hơn. Mình tháo khẩu trang ở đây. Anh Tú biết cái nhà ngoài đó ai ở ngoài đó không? Anh Chính. Anh Chính hả? À. Là sao thầy thợ sao em không hiểu ta? Thầy hở là cái như là nó biết khoảng cách nghề nghiệp của nó biết. Anh thì mình ở đó mình phụ lật giặt thôi. Để cho hở nó biết nó làm đi, để mình chui vô đó nó công. Thì làm vụ người ta chứ, người ta ăn chân. Để cho hở nó biết nó làm cho nhanh lẹ. Lẹ hả? Ừ. Sáng nay có mò ốc không? Có, ngày mai cũng mới mò. Bữa nay? Bữa nay mò, ngày mai cũng mới mò. Trời nắng lên á. Ờ, đều vui, không dám mò, nắng lên mới mò. Cần dùng mò ở khu vực kinh nào anh Tú? Kinh trong đồng á. Đồng. Ừ, mày có trong đồng. Thì sao không dám mò? Nước sâu không? Nước cũng cạn. Sao? Nước nó cũng cạn. Mà sáng mới mò. Trời nắng rồi. Ở nhà phụ đi rồi Út Nhất cho tiền khỏi đi mò ốc bệnh hoạn. Để cho anh Tám mà ấy, để cho hở nó biết nó làm thì mình không biết. Rồi không ngại anh ăn cơm ở đâu? Yếu trong mình không dám vô đó. Yếu trong mình là sao? Mình là như mình yếu như hở nó mạnh nó biết nó tài năng hơn mình. Ờ nó mạnh cơ ấn hơn mình. Mạnh gì? Nó mạnh cơ ấn. Mạnh cơ ấn là gì? Mạnh cơ ấn là nó biết cái sự mà nghề nghiệp của nó xây dựng nó biết. Ừ. Mà mình vô đó nó không gớ gờ gớ vô đó nó không. Thì em đâu có kêu anh xây dựng đâu, em chỉ nói anh là anh lượm thiết đồ phụ tiếp Út Nhất nè, gỡ ra nè. Để cho họ làm luôn. Làm cho mau mình yếu vô đó nó không. Yếu nghề yếu nghiệp. Yếu nghiệp là sao? Yếu nghề yếu nghiệp là như mình yếu cái khoảng cách mình khờ khạo với đó mình không biết này nọ, để cho mấy ông biết khoảng cách nó làm cho nhanh. Anh đây để mình vô đó mình gờ gớm không vô cho người ta. Sáng giờ anh Tú uống mấy ly cà phê rồi? Mới 2-3 ly. Là hết nhiêu tiền? 1000 lại. 1000. Dạ còn được nhiêu? Mấy ngàn. Hả? Mấy ngàn. Đâu lấy ra em coi coi. Tiền nhỏ nó coi nó không lấy ra nữa rồi. Em thấy thôi cái... tiền lớn á, em thấy tiền lớn rồi. Em thấy cái chân anh có vẽ cái gì vậy anh Tú? Cái đó là vẽ gì vậy? Ra vẽ mấy bạn ngày xưa vậy? Mấy bạn vẽ hả? Sao vẽ cái đó là cái gì? Anh ấy mua mực tàu á, tàu mực xanh á. Ừ. Rồi vẽ viết cái đó đau không? Hú hú hả? Ừ. Rồi nó cũng qua hết rồi, lâu quá rồi quên hết rồi. Như lâu quá rồi quên rồi. Quên cái người vẽ hả? Ừ, quên người vẽ. Ừ. Lâu quá. Quên cái đau. Quên cái sự đau đứng qua. Ở các nhà mới mừng không? Mừng. Sao mừng? Mừng lắm, như mình ở nó ấm hơn. Ấm hơn? Ấm hơn rồi đó. Lúc trước là sao? Lúc trước cũng như nhà cửa này kia nó yếu đó. Rồi ừ. Mình ở hỡi ổng ở tên ổng nhiễu xuống một hai hộp cái là mình thấy như này mình thấy rung rồi. Ông nào? Ông tên đó. Ông tên là ông nào? Ông Trời. Ông Trời, ông nhiễu gì? Ổng nhiễu một hai hộp mưa xuống dưới đất là mình thấy rung rồi. Thấy lạnh thấy rung rồi. Là ổng chớp ổng chuyển xuống trong khoảng cách mà lập tôn mà kiểu như ổng lập tôn mỏng đó. Ba cái tôn mỏng á, cái đầu mưa ổng chớp nhá xuống là mình dưới đây là thấy rung á. Ừ. Bị con ngựa của mình nó yếu đó. Ừ. Nó yếu rồi cái đầu gặp ổng á, tôi ổng chớp xuống cái nữa nó rung. Còn giờ mình giờ giờ
bây giờ cái kiểu như bạn bè của mình lại giúp đỡ đó, lợp tôn dày lên cái ngủ nó hơi ấm hơn hồi trước. Ấm cúng hơn hồi trước. Biết tiền đó là ở đâu có không? Hả? Biết tiền đó ở đâu có ốm nhất xây nhà không? Biết. Ở đâu? Cũng như mấy dân mà có ăn học, dân tay nghề làm việc được, làm việc cho cách mạng nhà nước đó. Người ta mới có số tiền đó. Số tiền lớn. Tiền lớn là bao nhiêu? Hả? Số tiền lớn là bao nhiêu? Thì cũng như người ta mặn một tháng lương có khoảng 7-8 triệu. Cũng như người ta thấy mình nghèo, người ta lợi, người ta hí vô. Rồi mình có nói gì cảm ơn với người ta không? Có. Nói đi. Cũng như mình gặp người ta hí, người ta cho, mình cũng vui vẻ, mình cũng cảm ơn người ta. Nói lời cảm ơn đi. Cũng như nói lời cảm ơn vậy đó. Nói đi. Cũng như mấy cái người mà người ta biết chuyện, như anh Tám, anh biết, ảnh mới biết khoảng cách, ảnh mới cảm ơn. Còn anh? Không có, cái kiểu như ổng cũng lợi gần người ta, ổng cũng nói này nọ, ổng cũng kiếm cớ với bạn bè cũng nói này nọ lại để cho mà bạn bè mình hiểu được cái sự mà hoàn cảnh gia đình của mình nghèo vậy đó. Để mà anh nói với nhau để mà cho anh em của mình thân thiết nhau vậy đó. Nghèo là yếu thế hay là mạnh thế? Nghèo hả? Cái kiểu như con người của mình, cái khoảng cách thì ai cũng như nhau đó, mà đều có cái sự nhà cửa mình phải ở cho nó cho nó ấm cúng vậy đó. Cũng như sợ có khi ổng tinh thần ổng chuyển mưa xuống đó, rồi có khi nhà của mình nó yếu đó, rồi có khi gió nó thấp nó bay chỗ này bay chỗ nọ, và mình ngủ nó cũng cái chuyện ngủ thì nó hơi khó ngủ một chút. Chớp nhá hoài đó, rồi cái rồi mình ngủ nó cũng sợ sệt. Sợ ổng chớp không? Sợ. Ổng chớp quá là làm cái gì? Ổng chớp quá mình cũng phải né ổng. Né ổng? Né là sao? Né là cái sự mình cũng phải đi kiếm chỗ nào mình dựa mình trốn núp. Trốn núp hả? Để ổng chớp quá chớp chịu nổi. Chớp rồi chứ. Là lúc ngủ ở nhà cũ của anh Tám á ha? Ngủ của nhà anh Tám hiện tại bây giờ nó mới dỡ ra đó. Rồi mai mốt nhà mới rồi vô đó ngủ sợ nữa không? Không, ấm cúng lại hết rồi. Rồi. Sợ. Sợ chớp hay là sợ lạnh? Sợ chớp, sợ ổng chớp, mưa đám mưa lớn ổng chớp ông tạc vô đó, tên ổng chuyển giọt ổng dội xuống đó. Ổng dội xuống. Ổng xả ổng dội xuống hí lên đầu trên cổ mình ráng chịu. Mưa mà anh nói là ổng dội xuống trên đầu trên cổ mình. Ổng mình nghe cái tiếng cái hờ ổng ở trên tỉnh ổng nhá ổng chớp xuống mình cũng ớn. Ớn sao? Lúc mình run mình sợ mình làm sao đâu? Mình sợ mình run lạnh, sợ ổng chớp xuống vậy bà mình cũng sợ nữa. Ngoài sợ ông ổng chớp ổng dội xuống còn sợ gì nữa không? Không, giờ rồi mấy anh cho được cái thiết dày đó rồi cũng mừng, cũng ấm cúng. Mai mốt ngủ ở đây hay ngủ nhà vợ? Ngủ ở dưới này nè. Dưới này nè. Thì em hỏi là sợ mình lạnh, có sợ ba mẹ mình lạnh không? Sợ, tao cũng như tội nghiệp ổng với bà cũng như cũng lớn tuổi rồi, cũng như để kiếm tôn dày ở để mà cho nó ấm cúng khoảng cách gia đình, để cho nó sợ mình ở cho nó ấm cúng nhau vậy đó, để cho anh em mình vui vẻ với nhau, mai mốt cũng còn tới lui đó. Anh em vui vẻ là ai nha? Anh em khoảng cách trong gia đình vui vẻ vậy đó. Vẫn còn tới lui. Anh em ta vui vẻ, ta lợi ta thăm cũng như ông bà cha mẹ anh em này nọ vậy đó. Ta thăm ta nói chuyện qua lại với nhau, ta biết. Mọi nói lời cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Cảm ơn anh Mạnh Thường Quân. Cảm ơn ai? Cảm ơn anh Mạnh Thường Quân. Chị Mạnh Thường Quân nữa. Chị Mạnh Thường Quân. Cô chú Mạnh Thường Quân. Chú Mạnh Thường Quân. Nói lại. Nói lại em nghe. Nói lại đi. Nói lại là tới nước ngoài nghe đằng đó. Nói đi. Nói lại. Cảm ơn anh chị cô chú Mạnh Thường Quân. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị Mạnh Thường Quân. Giúp đỡ ngôi nhà. Giúp đỡ cho ngôi nhà của anh. Của Tám. Tám Dứt. Tám Dứt với lại của em. Của em. Em tên gì? Em tên Tú. Nguyễn gì Tú? Nguyễn Thị Tú. Nguyễn Thị Tú hả? Nguyễn gì? Nguyễn Anh Tú. Anh Tú. Trời ơi, tưởng thương Nguyễn Thị Tú. Tú chứ. Nguyễn Anh Tú. Năm nay nhiêu tuổi? Năm nay hả? À. Gần 50 rồi. Gần 50. Bốn mấy gần 50 rồi.
Nghề nghiệp của mình là gì anh giới thiệu cho cô chú biết luôn đi anh Tú. Ông ấy gần 50. Nghề nghiệp mình á là làm gì? Hả? Nghề nghiệp mình làm gì? Nghề nghiệp cũng đi lượm mũ, làm chỉ nhẹ. Làm chỉ nhẹ không à? Lượm mũ đi mà ốp gì thôi chứ đâu có dám sơ sơ. Đâu dám làm chuyện nặng đâu. Không dám làm chuyện nặng. Nhẹ. Vậy làm hồ là làm chuyện nặng hay chuyện nhẹ? Cái hồ này làm như hồ lúc mình còn nhỏ thì mình suy nghĩ nó khác, còn làm như giờ làm như ngày lớn tuổi làm như thấy nó cái khoảng cách nó làm như độ thấy con người của mình nó làm như thấy độ cũng hơi ớn hơi. Ớn gì? Ớn ổng hơi. Ớn ông nào? Ớn ông thấy giờ cái khoảng cách bào tờ làm như thấy làm như cũng thấy hơi ớn ông hơi. Mà ớn ai? Ớn ổng. Ông nào? Trời. Sao ớn ổng? Thấy cái sự gió ổng đưa điểm này điểm nọ lại đó. Gió này gió nọ lại đó. Một khoảng cách mình lớn tuổi mình cũng hơi ớn hả? Đêm gì? Hả? Đêm gì? Thì mình cũng thấy trong mình cũng ớn ổng hơi. Thì mình nói gì biết rồi, khoảng 50 rồi, thấy cũng hơi ớn ổng rồi. Là sợ. Sợ sệt rồi. Sợ sệt là sợ gì? Sợ đâu mấy cái chuyện mà mình lớn tuổi sợ sống mình còn không sống được, cũng như mình khoảng 50 mình sợ mình sống không được bao lâu. Sợ chết. Đúng không? Rồi giờ sợ quá thì mình làm gì? Sợ quá thì mình đi kiếm cái chỗ nhà nào, kiếm chỗ nào tốn nấp chứ. Chỗ quá chứ ở ngoài đó. Đâu có còn như, cũng như giả tỷ như hồi lúc mình còn nhỏ phải không, mình còn mạnh khỏe, mình còn chạy đi đùa giỡn này nọ phải không? Bây giờ mình lớn tuổi mình thấy sợ. Sợ chết. Bây giờ sợ chết là mình phải chạy tốn nấp. Chạy tốn nấp chứ đụng ở ngoài chết rồi. Ở ngoài chết, ở ngoài em kiếm hả? Ở ngoài đụng thấy hiu. Hiu hả? Không thấy hả? Thấy ớn, cửa. Ớn cửa. Có uống cà phê chưa? Uống rồi. Bây giờ còn nhiêu tiền, hết tiền cho tiền uống cà phê, còn tiền thì thôi. Còn không? Còn mấy chục rồi. Đâu lấy ra cho vừa coi coi. Biết em tên gì với bạn bên đây tên gì không? Còn có mấy chục, 70. 70 phải. Đâu. 70 uống cà phê được rồi. Mới... Trời đánh số luôn. Đâu mở rồi. Biết giờ giá số không mà mua số vậy? Thấy mẹ chứ. Biết đánh số không trời? Đài gì? Bữa nay đài gì? Anh coi bữa nay anh mua đài gì? Coi đài gì đó, biết không? Đài gì? Ba tấm luôn dữ rồi đó. Đó đài gì? Mình đăng mà. Đài này đài gì? Không biết nữa đâu coi ra. Không biết mà sao đánh? Sẽ thấy mẹ. Mua thí mẹ hả? Mua hồi nào? Sáng, mới hồi sáng. Đâu đưa em coi coi. Ba ấy nè. Đưa em coi ngày mấy. Này đài An Giang. Này ngày 27 nè, chiều nay nè, đúng rồi. Vậy số 50. 50 chặt hết rồi, không có lâu là 50. Ngày nay mua ốc rồi. Ngày nay bán mò ốc được nhiêu mà mua 3 tấm vé số hết rồi. Mới rồi qua sáng mò. Không biết giờ đâu. Trời ơi. Mua thương ta được coi cho em coi với. Trời tiền lặn trong quần cơ. Mới mốt đừng có mua số nữa nghe, để tiền mua bánh đồ ăn uống cà phê. Mua số nữa là mai mốt nghỉ cho tiền uống cà phê luôn đó. Rồi đâu được coi. Giữ tiền này uống cà phê. Mai mốt hết tiền em cho uống cà phê. Chứ không có đánh số nữa nghe. Đi với Út Dứt đi ra thăm. Đi ra ngoài Cường luôn nha. Đây. Đây. Trời ơi lộn quá trời. Đem cơm ra cho anh Cường luôn. Anh Tú anh đưa được không anh Út Dứt? Lâu quá anh Tú đâu đi ra ngoài đúng không? Không đi ra ngoài. Ăn gì chứ anh thầy miếng vịt với đầu này kia đó cái bá kho nó kêu đem vô cho nó ăn đi. Ồ, mướp thì vịt, vịt xào xả ớt mướp xào cũng ngon chứ. Bên đây là ca gì? Ca trà đường. Ồ, thương em mình dữ. Bây giờ hôm nào đó như nó ngầu vậy sao hồ bỏ nó được. Đúng rồi, đã là ở trong chuồng gì đó thì sao hôm nay bỏ nó cho nó chết. Đúng rồi, đó, mình không phải lo cho nó. Qua đây qua đây lấy lên rồi anh Út Dứt lậu nước đây đây. Có đi qua bển không? Bên đây đi. Bên đây đi. Đi.
Chưa bán đấy. Không ăn nước thôi, của mình nằm tối đi. Nó không có đỡ nó thay. Sao tới Nguyễn luôn rồi? Bây giờ mình tới cái kiểu cơm chiều của anh Cường rồi đó cô chú anh chị. Sâu dữ không nhất? Ồ, nước này nó mấy ngày nay mưa không nhất? Mưa hôm ngày nó xấu này. Anh nói tiếng gì á? Nói là tiếng Mỹ. Nói sao ổng? Nói sao ổng Nhất? Si-la-bằng. Si-la-bằng. À. À, ảnh đang bưng cơm ăn hay giống Nhất? Trời ơi. Đâu đâu ổng Nhất nở cái màn ra coi ảnh ăn đâu Nhất. À, anh đói bụng lắm rồi đúng không? Rồi được Ông Nhất, dằn lại cho anh đi. Đèn năng lượng mặt trời sử dụng tốt không Ông Nhất? Đèn năng lượng này tốt không? Không, đèn năng lượng mà đèn tốt, tối sáng lắm. Tối sáng lắm hả? Ờ, sáng trưng nè. À, nó đang thu pin vô kìa. Nào đây đây để cho anh ăn cơm đi. Hay là sợ anh chửi? Không có, để cho anh ăn cơm đi, bữa nào đi thứ ơi. À, để cho anh ăn cơm đi hả? Để cho anh ăn cơm đi. Có bao giờ sợ anh Cường chửi không? Không, anh Cường là anh chính hay anh mấy? Anh chính, anh thứ chín. Anh thứ chín, còn anh Tú thứ mười. Út Nhất là thứ tám. À, anh Tú Nhất thứ bảy là bị chốt. Dạ. Yeah. À. Hồi đó có được đi học không? Em hả? Ừ. Hồi đó em có đi học. Ừ. Học đến lớp mấy? Đấy, em nghỉ bây giờ lâu lắm. Biết chữ không? Hả? À. Quên rồi. Cái này có mũi không Út Nhất? Không hả? Nhưng mà có để ý là mưa có tạt không? Không, chứ bị vô cái lúc mà bữa mưa đó. Biết vô cái giờ sao thấy nó hạ mưa, nó không có dầu như cái mùa lần rồi nó hết này. À. Mà nó không có. À, không có tạt. Miếng lãng này nè. Mấy miếng vết này nó như thế này nó không có mưa, nó không có tạt vô. Bây giờ trên nhà của anh Cường mà chỉ còn cái cầu nữa là ngon rồi. Thôi đi qua đi. Cỡ này anh còn phá chùa lòng không? Không. Hết phá luôn hả? Cái này cũng như là không có như mùa hợp nhiều. Có mấy bữa trước cũng như Thái nói giấc khuya đó. Khi về gọi đèn rồi thấy nó là ổng làm gì sèn sèn vô cái nó bình thường. Nhưng nó kiếm đường cái này đi ra tự kiếm đường ra vậy đó. Tự cờ gịch cờ bệnh mà không có hề hớ gì đâu. Đàn em nó giao ra nó giỏ ra cái đú á, nó coi ái cá này kia nó gọi. Ừ. Là cái là có nghĩa là cái lòng này chắc lắm. Chắc cái này đó vậy đó, chiều nào mới biết ăn cái gì mà mắt đầy là làm gì cho nó cái gì nhà. Thì nhà cái tắm rửa cái đầu ăn cơm cái nằm chút xíu rồi cái anh xin thuốc anh Tám. Xin nước thuốc anh Tám hả? À? Ừ, sao có ăn tại lời nói nhà có tiền cũng không mua nữa tàn à. Sao không mua? Ừ, có tiền cũng không mua mà cái gì cũng không mua thôi. Sao mua hả? Không có mua hả? Từ từ mua chứ gấp gì hả? Sao xin hoài vậy? Ừ. Mua thì tao không hẳn từ từ tao lừa cái hới tao mua chứ. Sao lừa cái hới là sao? Chờ tiền nào mà tiền nhiều cũng mua chứ giờ ít. Gói thuốc nhiêu tiền?
Hả? Gói thuốc nhiêu tiền? Gói dép giờ cũng đâu 20 ngàn. 20 ngàn mua 3 tờ giấy số, sao không chịu mua số mà không chịu mua thuốc? Số chưa có cọ. Hả? Chưa có cọ. Chưa có cọ, mà sao xin thuốc đâu hoài vậy? Xin cũng như thấy ảnh cũng như là người anh trong gia đình vậy đó mà mình mới dám xin chứ người lạ đâu có dám. Ồ, nói chuyện nghe tình cảm ghê ha, xin cái nói chuyện yếu thế liền. Anh ra đây định qua thăm anh Cường hay vậy? Anh Cường hả? Ừ. Rồi để cho anh ăn cơm đi, bữa nào có tiền mua bia cho anh ít lon cho anh uống. À. Sao xin anh Tám hoài, tiền bữa hổm cũng xin hết 40 ngàn, nay điếu thuốc cũng xin nữa, là sao? Hả? Hả? Tại vì anh Tám anh có thuốc. Anh có gì? Anh có thuốc. Rồi lỡ ra ngoài đường có xin tao không? Không, người lạ đâu có dám. Sao vậy? Để cho anh Cường á. Tại biết là ảnh là người anh mới dám xin chứ. Có khi nào xin ảnh nó không cho không? Hả? Cho có xin à? bị em có thuốc em mua gói em đem vô anh em gãi cho anh Tám đi, gãi cho anh Tám rồi hút lên có qua có lợi gì đó. Thiệt không đó? Đâu hỏi anh Tám rồi, tôi có nói dốc hồi nào. Bố không có cho tiền không? Bố không có cho tiền anh Tám không? Anh Tám hả? Anh Tám thì cái vụ thuốc không à, ảnh đi mặn cũng có tiền nữa. Không có cho. Tại vì mình ở trong gia đình mình biết cái tánh của anh đó. Tánh ảnh thì sao? Cái tánh của anh bị mằng mướn cho người ta đó. Mằng mướn cho người ta mình xin thuốc của ảnh. Mình yếu như thế hả? À. Sao khi nào sao anh Tú ơi? Hả? Sao khi nào mình có cái thế mình mua thuốc là sao? Không như tôi nhiều lúc tôi mua vô tại đêm vô tôi vô cũng có cho anh. Yeah, hả? Yeah, hả? Tôi mua vô kẹo.